Hello nha anh em, chào mừng anh em đến với địa chỉ mới cửa hàng nha anh em ơi, 1027 Mạc Hữu, phường Vĩnh Văn, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nha anh chị em mình. Sáng cà phê cũng đậu dòng xe để cho anh chị em coi xe nào thấy ok đó, mua mình đi dịp Tết nha anh chị em ơi. Tết Tây qua rồi thì chỉ còn đi Tết Ta nữa ha, Tết truyền thống mà. Cần review xe nào đó thì báo em ha, em lôi vô chỗ sáng sủa là em review cho coi luôn. Ở đây trên bản đồ map á, nó còn gọi là ngã ba Mạc Cũ nha anh chị em. Còn dân ở ngoài thì thường người ta gọi là ngã ba Xuyên Á hoặc là ngã ba cầu số 2. Đây vô trung tâm Rạch Giá cũng mất tầm 3-4 cây, khép ở ngoại ô thôi, không có tiền mua đất ở trung tâm anh em ơi. Chỉ mua được ở ngoại ô cũng cố gắng hết sức để mà vươn ra thành thị cho có với người ta, thay đổi số phận, thay đổi cuộc đời. Có nhiều người cả bản thân mình cũng rất tiếc là vị trí cũ như nè, nhưng mà cái bản chất của phép vậy đó, phép rất là hay thay đổi nè, thay đổi mọi thứ, cái tính kỳ lắm. Nếu mà ở chỗ cũ làm như công việc mỗi khi thì nó quá bình thường, mình phải kêu là thử thách bản thân vậy nè. Cái này phép tâm sự chơi anh em coi xe ha, chứ nhiều khi lên đây rồi nói khơi khơi cái đầu anh em không hiểu á, nói mình nó bóng nó gió gì dạy dỗ tâm đơi lụp lum. Con cái là khi quay xe nói về xe hoài nó cũng nhầm, nó kể vòng vòng chơi rồi cái tư tưởng tâm tư rồi cho hiểu nhau hơn nha anh em, chứ không có gì, không có ý gì hết. Mình có là cái gì đâu mà chỉ dạy người ta ha, phép chỉ là một cái là hạt cát giữa sa mạc, sao mà bằng anh em được. Con neo FI 207 này hôm qua có ông chú ở bên An Giang qua mua ủng hộ, bữa nay chuẩn bị gửi cho chú. Con này mới về, FI này mới về 207. Làm cái gì cũng vậy á nha anh em, nhiều khi mình thấy chiến thắng đó cái mình ngủ quên đó. Con này mới về đẹp quá, con này chắc xe chưa 60 là giá tốt nhất trong dãy xe 110 cũ á. Con này mới về ngày hôm qua, em có quay cái video hôm qua rồi, anh em nào có coi á bình luận số 1 cho anh em ơi. Anh em bình luận, anh em xem á, anh em bình luận, anh em like, anh em chia sẻ đó, hoặc là anh em đăng ký kênh đó anh em, để cho có tương tác với phép xe máy được chơi đó. Em nó rất là chất, giá thì không thua mấy con mà 6x ha nha anh em. Con này áo zin luôn, áo zin bạc sơn zin, tem zin kinh chính. Còn mấy xe cũ như mỗi khi thì chắc khỏi nói nè ha, hình như là có quay video hết cái xe này. Nó đang nói tới vấn đề ra đây, có nhiều anh em á nói phép á, tiếc chỗ cũ này cái đồ lắm, thì đương nhiên là tiếc rồi anh em. Cái gì cũng vậy á, cái một sự thay đổi nào nó cũng sẽ làm cho mình rất là phân vân đắn đo, rất là kêu là tâm lý chứ, cả phép cũng vậy ha. Nhưng mình phải cố gắng cho nè, cố gắng để mình thay đổi mọi thứ, thay đổi số phận mình chứ. Ở quê suốt thì thế hệ này qua thế hệ nọ, con cháu cha ông cái truyền từ thế hệ này qua thế hệ, không có ý tưởng là xúi anh em ra thành thị nha, cái này là cái bản thân của em thôi, chứ ai cũng ra thành thị hết trơn rồi, ai ở trong nông thôn ai cũng đổ xô ra trơn không được.
Còn công việc thì tùy theo công việc của mỗi người, cái điều kiện môi trường mỗi người mỗi khác thì ở mỗi chỗ mỗi thích hợp thôi. Còn em thì kinh doanh mua bán thì phải chịu, nhưng mà ở đây về quê thì cũng khoảng chừng 40 cây à, về cửa hàng cũ á, nó đâu có xa gì đâu. Chứ ra đây á, bỏ tiền mua đất cắt nhà đây á, cũng khá là nhiều tiền thấy không, cũng phải có mục đích gì ấy, phải có cái lợi ích gì chứ nè. Thì chỗ nào cũng vậy thôi, mới ra ở thì đường đi nước bước, cái sinh hoạt này kia đâu, cái gì nó cũng chưa có quen thuộc anh em ha, từ từ. Chứ là như người ta thì người ta không đi đâu, thấy không? Một chú chim á dễ gì mà nó chịu rời tổ của nó anh em, trừ khi cái tổ nó là bị hỏng rồi, chứ dễ gì mà nó chịu rời cái tổ của nó. Cảm thấy cũng vậy thôi, đó là cái tâm lý chung. Giống như để phép kể anh nghe, anh em nghe cái câu chuyện con chim đi. Có một con chim á, ở trong cánh rừng nọ, nó say sưa với cái dưới một cánh rừng đó, nó say sưa với cái tổ ấm của nó. Nó rất là tha thiết, rất là yêu quý cái tổ ấm của nó. Đến nỗi mà cái khu rừng đó kêu là nó chơi trụi luôn á, nó chơi trụi luôn á, nó không còn cây cỏ ở đó sinh sôi, để không còn thức ăn ở đó luôn, để chơi trụi chứ. Chỉ còn có mỗi cái tổ chim và cái cành cây của nó thôi, mà nó vẫn ở đó. Cho đến một ngày nào đó, cái tự nhiên có cái cơn bão đó, nó làm gãy cái nhành cây đó, rớt cái tổ chim nó xuống. Nó rất là buồn đó nè, rất là buồn, tâm lý nó rất là sợ hãi, nó buồn, nó bị mất tổ rồi. Rồi xung quanh đó người ta đi hết rồi, chỉ còn mỗi nó. Rồi nó rất là buồn bã. Qua một hồi đấu tranh thì nó cũng bay đi thôi, chứ tổ đâu ở, chỉ thức ăn đâu ăn. Nó bay đến một khu rừng khác, cái khu rừng này khu rừng mới. Đến khu rừng mới cái nó cũng xây tổ, nó làm tổ, rồi nó sinh sống ở khu rừng mới của nó. Thức ăn rất là dồi dào luôn đó nè, nguồn nước uống, nguồn thức ăn, rồi bạn bè hàng xóm xung quanh rất là tuyệt vời luôn. Nó sống rất là hạnh phúc ở khu rừng mới rất là nhanh luôn. Rồi xong đó, nó mới suy nghĩ, nói ủa tại sao mình không đi đến khu rừng mới này từ sớm ha, để mình phải ở đây mình phải chịu đựng, ở cái nơi mà khu rừng cũ á chơi trụi tan hoang rất là lâu luôn, rất là khổ sở. Nó suy nghĩ hoài anh em ha. Thì đó là một cái anh em trả lời cho nó, cho con chim đó, nó là gì đó nè. Còn cái mọi thứ này á, nó thấy trên đời mình á, do cái tâm lý, do cái ý nghĩ là quan trọng nhất, chứ không có mà do thần thánh hay là kêu là một cái thế lực nào ma mị nào ở ngoài mới tác động anh em chứ. Tất cả là do trong đầu mình chứ. Anh em nào á tin ma quỷ thì anh em sẽ sợ ma quỷ thôi. Anh em đi giờ bóng đêm anh em cảm thấy rợn người tự sợ, chứ thật ra không có con ma nào đó chứ đó. Em từ xưa, từ năm 2003 đến 2005 em từng đi lính nè. Em đi lính là em bị đì á. Nói chung là cũng không phải bị đì gì, tại phép có cái bằng trung cấp thủy sản đó. Rồi chỉ huy mới đem cho phép vô nuôi cái vuông tôm của tiểu đoàn. Thì nuôi vuông tôm xong, thu hoạch xong rồi cái đầu là vuông tôm đó, trong quá trình cải tạo đó, rồi mới điều phép ra rừng. Em bắt đầu giữ rừng từ đó tới ra quân luôn, rất chi là bình thường. Ở khu rừng đó thì anh em biết rồi, không có nhà cửa, tại khu rừng nó là của tỉnh đội mà, nó tới mấy trăm hectare nhưng mà thuộc quyền của nhà nước thì anh em biết rồi, dân đâu được ở. Ở thì vậy á, là không có đèn, không có điện, nói chung là mọi thứ là không có gì hết, chỉ có cái chòi đó mới xây, không có cửa nẻo gì hết đó. Đó. Trong chòi đó là chỉ có ba đồng chí ở một tổ đó. Thằng
tổ trưởng với hai thằng tổ viên thôi. Nó cấp cho một khẩu súng AK, cái máy điện thoại đàm á, cái máy thông tin ở đó đó. Đó, chỉ toàn chỉ xài đèn dầu đó. Củi bọng nhớ thì đi tự kiếm là tự đốt. Cuối tháng thì cứ ra đơn vị đó rồi lấy gạo. Nó còn hàng ngày thì có bà cái hàng, cũng may có bà cái hàng bà đi bán cái đường kinh đó đó. Bữa nào bà đi thì có đồ ăn, còn bà không đi thì cũng có đồ ăn, cỡ nào cũng có đồ ăn chứ. Em nói không gì chết được, con người ta là cái bản thể là rất dễ thích nghi, kiểu gì cũng thích nghi được đó. Nước có mùa em nói với anh em là nó phèn đỏ hực luôn á, tại vì nó phèn dữ lắm. Bên cái kim ngọc xây á, bên T5 á, bà cho ăn cái gì ăn cái đó đó, bà không đi thì đói luôn, nhưng có không đói được thôi. Mắm muối dưa cà cũng làm láng hết, đúng mà thời trẻ mà ăn cái gì cũng được, ăn cái gì cũng ngon. Và mỗi lần mà muốn đi giao lưu hay đi mua đồ, đi uống cà phê hay là đi nhà dân ta thì phải lội rất là xa đó. Nhiều khi đi chơi bờ đêm á, đi về đi trên bờ kinh là anh em mới gỡ ngốc luôn á. Gỡ ngốc là sao, là do những cái câu chuyện họ kể cho mình nghe đó, ở cái bờ kinh đó đó. Có người thì nó đi xiệt rồi ma châu đi theo gì tùm lum, nó ghen la gì là mình cũng hoang mang đó. Nhưng mà ở rất là quen, mình cứ suy nghĩ đơn giản thôi đó, tôi là binh là lính ha, đó, làm cái gì mà tôi phải sợ mấy người đó. Bởi vì tất cả là do nghĩ là tôi nghĩ vậy đó, thành ra tôi đi bình thường. Thời thanh niên mà em cũng phải quen gái gú gậy gọc thì kia đâu chút đỉnh đó. Đó, rồi quen biết thì cũng phải lội, có gì bằng tình cảm nam nữ. Ta nói yêu nhau sẽ mấy công gần mà không, thì cỡ nào cũng lội, đêm nào ma nào cũng phải lội hết á. Lội nói chuyện chơi xàm xàm rồi vậy thôi đó. Bởi vì ta nói mọi thứ là do ý nghĩ mình hết á. Bởi vì anh em cũng vậy đó, đừng có cài đặt cái trong đầu mình những cái ý nghĩ tiêu cực anh em, để cố gắng phấn đấu, đừng có gầu nghĩ gầu lo đó. Đừng ôi giời Tết tới thì cái đầu án gầu lo mọi thứ. Anh em gầu lo anh em cũng phải tiếp ứng phó nó à, anh em vui vẻ anh em cũng phải ứng phó nè, nó là một cái quy luật tự nhiên rồi đó. Thời gian thì nó phải tới thôi, em không phải gầu lo gì hết, cứ bình thường tiếp nhận. Bởi vì nó do cái cách mình tiếp nhận hết á, nó một cái sự việc đó, một cái sự việc thôi, một sự việc nằm ở tầm trung đó. Người thì lá toán lên còn người thì cảm thấy rất bình thường. Kêu là cái tần số này, anh em ở cái tần số, mặc dù anh em ở cái tần số tần số 5 đi, thì anh em nhìn nhận cái sự việc nó ở tần số 2, số 1, số 2 thì nó quá bình thường. Còn những người ở tần số 1, số 2 thì người ta nhìn nhận sự việc số 1, số 2 thì cảm thấy căng à. Đó. Còn như mình thì quá bình thường. Như bán mấy cái xe làm gì đó, nhiều khi xử lý sự cố rất là kiểu là rất là căng thẳng luôn, nhưng mà viết là tiếp xúc với là quen anh em. Em coi xe nào mua ủng hộ như chứ, nghe em kể hồi bắt đầu là cứ nghe chuyện không không coi xe luôn nha anh em. Nó có cái bộ môn tâm lý học đàng hoàng nha anh em, giống như cái tên tội phạm vậy đó. Cái thằng tội phạm nó mẹ cái thằng tội phạm đi, nó từ nhỏ nó lớn lên nó chưa bao giờ tiếp xúc tội phạm, lần đầu tiên nó tiếp xúc với cái tên tiếp xúc với cái sự việc kêu là lỗi đó, nó thì nó cảm thấy nó sợ ha, nó sợ sệt, nó hoang mang đó. Nhưng mà tiếp xúc dần rồi nó bình thường, nó cái đầu tiếp xúc dần nữa nó bình thường đó. Rồi với cái nó cầm dao cầm súng đi giết người cũng bình thường đó. Bởi vì khi nhìn cái nét mặt nó đâu có thấy có gì căng thẳng với nó đâu, phải không? Thậm chí là đi ra tòa tiên án tử hình nó thì nó cũng đơ đơ nó bình thường đó. Nhưng mà lần đầu tiên thì nó tiêm nhiễm tội ác thì nó sẽ run sợ lắm. Nó vậy thôi. Giống như phép vậy nè. Anh em lần đầu tiên á, anh em đi mua cái xe hoặc vô nhà anh em mua xe đi, anh em sẽ có tâm lý khác thôi với phép. Phép nói đúng không? Kể cả đừng đi đâu, anh em lại cửa hàng phép đi. Anh em sẽ tâm lý tôi lại nói tôi phải kiểm tra cái nào nào, tôi coi lường máy có bể có lóc tính trước trong đầu ha. Hoang mang lo sợ lắm. Họ không có tính hết chứ. Tại vì biết sao, nó có ba game hình thành sẵn ở trong đầu mình mười mấy năm rồi đó. Thậm chí khi là mới là dầm thoáng ngang cái bắt là nghe tiếng máy, cái hơi máy rồi bắt đầu là lụm mà chốt. Còn em thôi, tôi phải coi mới được,
tôi mới lựa, tôi phải dòm mới lượng máy, câu cái này có like không? Có mỗi ông có mang cái tâm lý khác đó. Một ông thì kêu là rất nặng nề cái cổ bô. Cái xe cỡ nào cỡ biết có cái cổ bô bị hàng là không chịu à. Có ông thì ví dụ như tâm lý là ở chỗ là cái bộ áo cái bẩn đi, cái bẩn áo chày không chịu nói. Chứ là mỗi người mang cái tâm lý khác, bởi giờ ở đây xe gì em cũng bán được chứ á. Ông này không chịu thì ông khác chịu đó. Ông này không được thì ông khác được, có gì đâu. Thấy không, mỗi ông mang cái tâm lý. Cái tâm lý đó ảnh hưởng đó bởi những người xung quanh của anh em á, bởi những người mà anh em hay tiếp xúc đó. Đó, người ta hay chê bai cái này cái kia cái nọ mà đi được đâu, cái xe nó dính vô chỗ đó đó, ảnh hưởng đó. Còn ví dụ mình chơi, mình mua xe, mình tiền của mình quyết không nghe chứ, thích thì chơi thôi. Chứ chỉ trường hợp mà anh em khi đi mua xe, anh em cái đi mua theo ý của người ta, bỏ tiền túi mình đi mua ý của người ta rồi xong cái về xài, mình dòm, mình dắt, mình trèo lên, mình chạy với ai chạy đâu, nó có thấy đâu. Nó rồi đầu cuối cùng bắt đầu chán ngán bán lỗ. Đổi xe theo ý mình, trả cái tiền cho mình đó, trả cái tiền mà như phép nói đó, thấy không? Mua xe, mua vật chất, mua cái thứ cho mình mà cũng nghĩ của người ta. Bởi vì đi xe mà đi mua xe mà đi đông quá cũng dở lắm. Đi đông quá mà có chất lượng thì cũng hay, nhưng mà đi đông mà kém chất lượng thì cũng dở lắm. Rồi thôi được rồi anh em ơi, bữa nay lên cái clip tổng thể cái xe cửa hàng đó, anh em coi xe nào được thì alo muốn hộ giá thì em ghi trên đây hết trơn á. Nó nhiều khi ghi rồi nào nó mờ này, này 49 nè, nó mờ coi là chạy có 1000 cây nha. Cái này với huyện, con này cũng 49 rồi, con này với phố. Anh em coi xe nào được á thì mua ủng hộ qua phép nha anh em. Rồi xin cảm ơn anh em rất nhiều luôn, chúc anh em luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.